đúng là trai thẳng vô dụng luôn á. Để tôi. Đã đến lúc tôi phải lộ sợ. Chắc có lẽ mọi người vẫn chưa biết gia đình của tôi. Tôi là một xà nương quyền năng. Xuất thân của tôi vô cùng đặc biệt. Ba tôi là một người quả cảm. Mẹ tôi từng là một vận động viên xà nương. Nhân danh thủ lĩnh của loài rắn độc, ta sẽ hiện nguyên hình ngay lập. Cái này có ổn không vậy? Yên tâm, cái này là nghề của em mà. Em làm 10k lâu lâu xui hương 9k thôi. Ê! Nhưng mà yên tâm, cái này là ca may mắn duy nhất sẽ thành công. Cái gì vậy? Cái đó là khởi động trước khi làm phép. Hiểu không? Bây giờ mới vô làm phép. Chưa, phải từ từ để thuốc nó ngấm, hiểu không? Giờ nào mới xong vậy Đan? Mày từ từ đi, tao mệt quá. Mày từ từ gì, mày nhìn ổng kìa. Mày mệt quá à, thì mình hát đi. Mày kiếm đi. Kiếm